Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Mỗi Cuộc của Toàn. Thì hôm nay Toàn có một video rất đặc biệt thì để chia sẻ với anh em là thì cái phone này là phone gỗ cẩm lai màu đen, mình chuẩn bị ship hàng đi Hà Nội. Khách hàng của mình là một khách hàng đặc biệt là muốn dùng phone gỗ màu đen. Thì thường thường các bạn xem phone gỗ cẩm lai thì mình có màu đỏ, màu xanh, màu giữa đỏ và đen đan xen, nhưng mà màu đen 100% như thế này thực sự ra là rất khó kiếm. Có không phải không có nhưng mà rất khó. Thì mình đã săn gỗ được và mình đã làm được cái côn cho khách hàng, nên hôm nay mình chia sẻ cho anh em xem cái côn gỗ cẩm lai màu đen hết này. Thì nhìn qua thì anh em rất dễ nhầm lẫn giữa là côn gỗ cẩm lai và côn gỗ chắc, côn gỗ bùn. Bởi vì côn gỗ bùn sủng và gỗ chắc nó cũng màu đen như vậy, nó cũng như trang màu đen như vậy đấy. Và cái côn gỗ bùn sừng và gỗ chắc á, thì giá nó rất chỉ là cao, gần 2 triệu một cây côn như thế này mà dây xích trục xoay. Thì hôm nay thì mình chỉ nói về côn gỗ cẩm lai màu đen này thôi. Thì nó có ưu điểm, thứ nhất là cái nắp trục xoay này làm hoàn toàn bằng inox, nó đẹp đến từng chi tiết các bạn ạ. Có tiện vân chống trơn, có khớp xoay đồng hoàn đấy, bảo hành cho anh em là 10 năm. Các bạn có thể để ngoài mưa nhé, rồi các bạn thấy nó ỉ lên cái ỉ sét lên, các bạn lấy cái vải các bạn lau đi là nó hết. Thì đành thử ra inox, của mình là inox không lo ỉ sét. Và cái điều đặc biệt nữa là đầu to đầu nhỏ, đầu nhỏ 26, đầu to là 31. Côn này nặng gần 600 gram đấy, anh em xem này, nặng gần 600 gram. Côn không hề sơn nhé anh em nhé, không hề sơn, gỗ tự nhiên đấy. Anh em ra mồ hôi tay thoải mái, giống như mình ra mồ hôi tay thoải mái, nó hút ẩm cho chúng ta tập luyện ở cho máy quay sang chút xíu. Khi mà anh em loan côn thì ok luôn đấy, không lo, bởi vì cái khúc này đã có tiện vân chống trơn cho anh em. Và những nó đẹp từng cái con ốc anh em ạ. Đây, ốc này là cũng là ốc lục giác, giúp cho chúng ta cầm vào đây nó không bị cấn tay và bị đau. Ốc lục giác nhé các bạn, lục giác côn. Hoàn toàn là côn này đẹp đến từng chi tiết và đẹp đến từng cm. Thì ngoài ra côn này thì khách còn đặt thêm với mình với cặp tròn này nữa, cũng màu đen luôn. Để cho mấy camera gần hơn nữa đi. Ở đây đây góc nào này nhìn, đây. Đúng rồi. Khách rất thích màu đen nên đã đặt với mình hai cây này đi Hà Nội. Thì anh em có nhu cầu về những cây côn đẹp, vừa chất lượng vừa đẹp, vừa để trưng vừa để làm quà, thì cứ liên hệ trực tiếp với Toàn. Toàn sẽ để số điện thoại trên màn hình cho anh em gọi điện trực tiếp cho Toàn để tư vấn và gọi điện. Để nếu anh em nào còn thắc mắc thì xuống phần mô tả dưới video có đường link vào website, đường link vào Zalo, Facebook của mình. Thì đó là những cái thông tin chính xác của mình và các bạn có thể tin tưởng ông này là ông nào. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm đến sản phẩm của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những sản phẩm mới nhất.